そうだって言うの。Nào mệt, quay mặt đây nào, mai quay cho mọi người xem. Đây là được 2 tháng chưa? 2 tháng sau khi mà mật cạo lông hả? Bây giờ mình lại gọi là ngon dai rồi, đẹp trai rồi. Mà mật đây, mẹ bảo này, mẹ bảo này, mật, quay cho mẹ bảo. Mẹ bảo cho cái này hay lắm. Mọi người dạo này khen con trẻ ra đấy. Thật. Tránh ra cho chị mượn cái ghế kia một xíu thôi. Cho chị mượn ghế kia một xíu thôi để chị quay cho mọi người xem. Gọi là dạo này mọi người khen là mật trẻ ra, mà sao hai cái con kia nó cứ chui ở trong cái ghế kia, cứ con bi chui vào đấy là con bon chui vào đấy, khổ ghê. Đây đây là ôi giải tán. Đây là thành quả của chúng ta sau khi mà cạo lông được 2 tháng, ngon lành rồi nhỉ. Mà dạo này thấy mọi người khen là mật trẻ ra, hay là do nó mới cạo lông nhỉ, nên là thành ra như thế nhỉ? Béo. Ừ, đợt này béo, đợt này mập hơn. Nhìn nó bắt đầu nó ú ra, tăng cân đấy. Bằng cân nèm đấy chị. Sắp tới cái lông nó mọc dài ra nữa là ngon nhỉ? Là lại ngon, là lại ok. Ok là, đúng không? Đúng không? Nhìn cái mặt. Đó không? Bế nó thử, đặt. À nhầm, Thành, bế thử. Bế thử xem nó nặng hơn không? Nặng hơn không? Thế nào, bế em. Ui. Lên xem nào. Nặng hơn không? Nặng không? Bữa nay tăng cân đấy. Cái mồm dính cái gì mà mới gặp giấy đúng không? Khiếp. Mới đi chơi đâu về. Nhưng mà dạo này nhìn con có sức sống hơn đấy mặt ạ. Sorry. Ôi giời, có sách được lên không? Nữa. Có sách. Dạo này nặng. Dạo này nặng ơi là nặng. Từ từ xem nào. Ui giời ơi. Trời ơi, đây nhìn đây này mà đây. To, đang tuổi hồi xuân đấy. Cái mặt. Sợ thật sự đấy. Trời ơi. Thành em quay đây một xíu đi Thành. Quay đây. Đúng rồi, đẹp. Đấy, nó phải như thế mà mặt nó phải như thế này. Mặt nó không có được vui. Mặt nó không có được vui cho lắm nha. Ui giời ơi. Mặt nó không có được vui cho lắm. Em đứng này nó cũng cao mấy đấy nhỉ? Cao mà. Em cao mét mấy? Cao mét 75 à? Ê, em thử đứng đó mà. Trời ơi, xong. Nếu mà nó đứng hết chân thẳng lên là nó cao mấy anh ấy? Sao này? Sao nhìn như... Sao nhìn như áp giải phạm nhân? Kính thưa hội đồng xét xử. Kính thưa luôn. Giờ này yêu nó mới nhở, thương nó mới nhở, sắp đẹp trai rồi nhỉ. Đúng rồi, này, cái luật tao đưa ra vẫn còn chưa hết hiệu lực đâu nhá. Mỗi tuần chúng mày mà không tắm nó một lần, chúng mày bị phạt mày, nhưng mày nhớ chưa? Người ta lên lông lại rồi đấy. Thấy người ta đẹp chưa? Sắp tới lông dài ra, mượt ra, cho ăn thêm bổ lông nghe chưa? Chiều cho 10 quả trứng vịt lộn nhá. Ăn vào cho lông đẹp nhá. Ok không? Ghét thật. Con ra chơi với em đi mật. Đi ra chơi đi. Mật ơi, từ nãy giờ con không làm ăn được cái gì luôn đấy con ạ. À. Đấy, em kìa, con trông em nhá. Mà công nhận đấy, con chó con nào ở cái shop này cũng thích con mật. Kỳ lạ thật đấy. Thật sự. Con chó con nào cũng thích con mật. Rồi xong. Trời ơi, lại chui vào mồm nó. Úi chui. Chui vào mồm nó. Vừa luôn cái mồm luôn đấy. Trời ơi. Vừa luôn mồm mà. Khiếp, con mật gọi là sau khi mà nó cạo lông xong, xong bây giờ ai cũng khen nó trẻ chứ. Xong rồi chứ. Sao? Tại vì nó không chưa cắt lông. Từ dưng từ cái hôm con mật nó cạo lông xong đến bây giờ ai nhìn cũng bảo ôi sao nó trẻ ra. Trời ơi. Đã sắp đẹp trai rồi nhỉ. Mật ơi, nhưng mà con hạn chế nước dãi lại nhá. Chứ không một lúc nữa thôi là con kia lại đi tắm đấy.
Trông trẻ rất ngon lành, thật sự. Mà mặt chơi với cháu con rất nhẹ nhàng nhá. Nô thì có nô nhưng mà rất nhẹ nhàng nhá. Không bao giờ làm đau em đâu nhá. Mà đây mới khen xong ấy mà đây. Mới khen. Mà đây mẹ mới khen. Bon ơi là Bon ơi, bao giờ mày mới hết mặt thâm Bon ơi? Bon ơi là Bon. Vâng, và giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của shop em. Tên là Bon. Bon là dòng Bichon. Thế nhưng mà thật sự là gọi là lúc đầu em mua Bon nó không có trong tình trạng như thế này. Mắt nó không thâm. Mặt nó không thâm như thế. Bây giờ nhìn nó có khác gì con ma lem không? Ôi dồi ôi. Lúc em mua con Bon là gọi là nó trắng rất là xinh, mà không hiểu sao mang về đến đây nhìn mặt nó như cái con ma lem thế này, không biết được. Ôi trời ơi là trời ơi. Con Minh Anh mày bế con Bon ra bảo, nhanh lên, bế. Tao mua con Bon này về là để cho mày gọi là sau này mày thực hành cắt tỉa với lại là nhuộm lông cho nó xinh xắn. Mà bây giờ mày nhìn con Bon của tao. Vậy thầy. Cái gì? Tao đã bảo rồi đấy, nếu mà con Bon nó không hết thâm mắt thì mày cũng viết đơn xin nghỉ luôn đi. Nhìn này. Giờ, bao giờ mà dầm. Yêu lắm ấy nhỉ. Sao mày lớn lên đẹp trai lắm ấy nhỉ. Đẹp lắm á. Mỗi tội là bây giờ đang có hơi ma lem thôi nhỉ. Phải cho nhau một thời gian nhỉ. Sao mày lớn lên mặt hơi bị tròn ấy. Con Bon này nó có một cái đặc tính là nó yêu con Bi một cách kinh khủng rồi. Nó cứ dình con Bi ở đâu là nó đi theo ở đấy. Hả? Cho Bi là Bon thôi. Ừ thì em muốn tìm con Bon em cứ tìm con Bi ở thế nào cũng thấy. Thấy chưa? Bi ơi lại đây, Bi lại đây, Bi ơi, Bi. Bi ơi. Ôi dồi ôi, lại gái tới rồi. Lại quên hết sự đời rồi. Ôi dồi ôi, con kia lại ở đây. Trời ơi. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi xuống dưới này nhanh lên. Đi xuống dưới này tại sao con lại trèo trên đấy? Trốn à? Đi đâu? Như con hâm mông. Như con hâm mông. Ôi giời. Như con hâm mông. Hay à, con này thích nô lắm nhá, thề. Thích nô cực kỳ đấy. Vi ơi tránh ra nào Vi. Con tránh ra nào. Sao đứng đây? Xuống dưới này chơi không? Con có xuống dưới này chơi không? Yêu thật đấy nhỉ. Úi giời ơi. Nhảy. Ây da. Ây da. Ghê đấy. Ghê. Con đau lắm nhỉ. Đi ra ngoài. Triển khai nhanh. Triển khai. Ta đây. Con Bi được mấy cân rồi? Mới được 2 cân 3 à? Vẫn vậy trước rồi. Ừ trước giờ vẫn vậy. Ta ra đây. Đấy. Còn đâu cái bờ mông gọi là màu mỡ như ngày xưa. Nhưng mà công nhận bây giờ nhìn nó có da có thịt hơn hẳn thật đấy. Trời ơi, nhìn thế thôi nặng lắm đấy. Nhả mất nhở? Mấy? Gần 50 hả? Gần 50. Người ta gần 50 ấy, đừng có đùa nhỉ. Ta nói thật chứ, cứ đến giờ ăn một cái là gọi là đúng là đông đủ luôn đấy. Này, kia nữa kìa. Ôi dồi ôi, ngồi à, chờ xin. Ham lắm. Mà đây, con xin nó đi, chúng nó đang có đồ ăn đấy. Còn con Bi trong con Bon nữa kìa. Trời ơi, con Bon trong kia nữa kìa. Trời ơi, thấy không? Bon! Bon đây!
Bi ra đây. Bi ơi. Bi. Bi ơi. Bon. Giờ cứ gọi con Bi là con Bon chạy ra, sợ thật. Bi ơi. Đi ra đây, Bi ơi. Thấy chưa? Thấy chưa?